Hai chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh tachava.com. Và trong video này mình sẽ trên tay đi review cho anh em về một cái sản phẩm mà mình nhất định á, là anh em sử dụng iPhone hoặc là iPad á, thì anh em nên mua một cái về để anh em sử dụng ha. Đây là một cái đầu chuyển đổi từ cổng micro USB sang USB Type-C cho iPhone và iPad. Đây là một cái đầu chuyển đổi từ cổng micro USB sang USB Type-C cho iPhone và iPad. Cái này mình mua với mức giá khá là rẻ anh em, chỉ với mức giá là 6.000 thôi trên Shopee ha, nhưng mà nó khá là tiện anh em. Do sản phẩm này giá rẻ, họ gia công số lượng nhiều á, nên họ chỉ đóng bằng cái bao nhỏ như vậy thôi. Với kích thước nó nhỏ như vậy thôi anh em, nhưng mà nó sẽ rất là tiện dụng để cho anh em nào sử dụng iPhone hoặc là iPad ha. Thiết kế của nó thì nó sẽ sạc được hai mặt luôn. Tại anh em nhìn ha, bên đây và bên kia nó sẽ có đầy đủ là lá đồng nên có thể là sạc được hai bề luôn. Cái sản phẩm này thì nó cũng hỗ trợ đó là kết nối dữ liệu giữa cái điện thoại hoặc là cái máy tính bảng của anh em, có nghĩa là iPhone hoặc là iPad của anh em với lại máy tính luôn nha anh em. Thì mình cũng đã kiểm tra thử và vẫn kết nối được bình thường nếu mà anh em sử dụng một cái cổng micro USB nó xịn ha. Cái sản phẩm này thì nó hỗ trợ sạc đầy đủ cho những cái iPhone hoặc là iPad đang sử dụng cái tiêu chuẩn đó là Lightning ha, thì anh em sẽ chuyển từ cổng Lightning sang micro USB. Cái này phù hợp cho anh em nào mà sử dụng để đi du lịch hay là đi chơi, anh em bỏ vô bóp hoặc vô ví của anh em khi mà anh em đi du lịch hay là anh em đi chơi mà không may cái điện thoại của anh em nó hết pin và anh em không có cái cổng Lightning ở bên cạnh, thì anh em có thể sử dụng cái chân này để anh em có thể mượn được cáp sạc của bạn bè hay là đồng nghiệp anh em có thể nạp điện được cho cái iPhone hoặc là iPad anh em ha. Và cái sản phẩm này thì nó cũng hỗ trợ sạc nhanh lên đến khoảng đâu đó 12W nên anh em cũng yên tâm sử dụng cho cái chua này. Thì để chứng minh được cho nó sử dụng nó sạc được cho cái iPhone hoặc iPad thì ở đây mình sẽ có một cái iPad thì mình sẽ test cho anh em ha. Đây anh em, đây thì mình có một cái iPad, pin của nó hiện tại là 85%. Thì mình sẽ bỏ nó như thế này. Bây giờ mình sẽ ghim vô. Và ở đây mình có một cái viên pin sạc dự phòng. Cái viên pin sạc dự phòng này thì mình có hai cổng, một cổng là 2A và một cổng là 1A ha. Thì bây giờ mình sẽ cắm vào và mình test cho anh em xem ha. Mình chỉ cần sử dụng cái đầu micro USB này, mình cắm vào trong cái phần cổng này của cái iPad, có nghĩa là khi mà mình kết nối hai cái lại rồi thì bây giờ mình sẽ cắm vào đây. Đây anh em, mình đã cắm vào cái cổng 2A của cái sản phẩm sạc của mình, thì anh em thấy không, cái hiệu điện thế hiện tại nó đang sạc cho cái iPad của mình đó là 5.12V và cái dòng ga của nó lên đến là 1.53A, tương đương với lại là cái dây này thì nó cấp cho cái iPad này lên đến công suất là 2A. Nên khi mà anh em sử dụng cái này sử dụng sạc cho iPad thì nó cũng vô cùng nhanh, hoặc là iPhone thì nó cũng khá là nhanh ha. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cổng này thử ha. Khi mà cắm vào bên cái cổng 1A thì cái hiệu điện thế của nó ở cái mức là 5.15V và cái dòng ga của nó là 0.97A, giúp cho anh em có thể sạc được cái iPad này nó khá là nhanh. Và hiện tại nó đang sạc, anh em nhìn thấy ha, nó để đang sạc đây và có dấu đây. Mình sẽ chuyển lại cái cổng bên kia. Đó, anh em thấy chưa, hiệu điện thế của nó bắt đầu lên và cái dòng ga của nó cũng bắt đầu lên. Thì để mà test được cho anh em là cái sạc này nó sử dụng được tốt á, thì mình sẽ sử dụng thêm một cái dây sạc của iPhone nữa. Và cái dây sạc này đến từ thương hiệu đó là Bagi, một cái dây sạc mà kết nối dữ liệu cũng rất là tốt. Thì bây giờ mình sẽ cắm vô ha. Và mình sẽ cắm vào trong phần này. Anh em thấy khi mà mình đổi qua cái cáp sạc này thì bắt đầu cái hiệu điện thế của nó có thể thay đổi thêm một chút đỉnh. Cái hiệu điện thế của nó là 5.11V và cái dòng ga của nó ở mức ổn định tầm khoảng đó là 1.7A, có nghĩa là đâu đó tầm khoảng 2A. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái cổng 1A này. Chuyển qua bên cổng 1A thì anh em thấy cái hiệu điện thế của nó là ngang bằng so với lại là cái đầu chuyển này, nó cũng ở mức 5.14V và cái dòng ga của nó là 0.97A. Và cái cáp này thì mình sử dụng để truyền dữ liệu cho cái iPad và mình cũng sử dụng để sạc cho iPad luôn. Thì mình test cái cáp này so với lại là cái cáp chính hãng thì nó cũng ngang thôi anh em. Cái cáp chính hãng thì nó có cái tiêu chuẩn đó là MFI thì nó sử dụng nó cao cấp hơn. Còn riêng những cái sản phẩm cáp sạc này thì nó sử dụng trực tiếp luôn nên cái việc mà nó sẽ không có cái tiêu chuẩn MFI
và nó sẽ không có con chip ha. Nên khi mà anh em sử dụng thì mình thấy nó cũng ok. Khi mà anh em sử dụng lâu dài thì anh em sử dụng cái cáp có cái tiêu chuẩn MMI thì nó sẽ tốt hơn. Với một cái sản phẩm đâu đó tầm khoảng 6-7 ngàn mà nó giúp anh em sử dụng rất là nhiều việc luôn. Thứ nhất là anh em có thể sử dụng nó để truyền dữ liệu, backup dữ liệu vào máy tính khi mà anh em cần thiết. Hay là anh em khi đi ra ngoài thì anh em chỉ cần đem theo một cái cọng cáp micro USB thôi. Nếu mà anh em sở hữu một cái điện thoại Android và một cái iPad hoặc là một cái iPhone thì anh em chỉ cần đem một cọng cáp thôi là anh em cũng thể sạc được cho hai thiết bị. Và với cái sản phẩm này thì anh em khi mà ra ngoài đường thì anh em chỉ cần bỏ vô bóp hoặc là vô ví khi mà anh em đi làm thì anh em có thể sử dụng cọng cáp micro USB, hoặc là nếu mà bạn bè chúng ta nó không có sử dụng iPhone thì chúng ta cũng có thể lợi dụng mượn cái cáp nó để sử dụng. Đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ anh em sử dụng iPad hoặc là iPhone nên mua cho mình từ 2-3 cái để khi mà chúng ta sử dụng ở nhà hay là chúng ta bỏ vào trong bóp, trong ví, trong cốp xe khi mà cần thì nó có ha. Những anh em nào sử dụng iPhone, iPad thì đầu tư cho cái này nó khá là rẻ. Nếu mà anh em nào muốn xịn sò hơn thì có thể mua những cái đầu chuyển đổi nó cao cấp hơn một tí. Giá đâu đó tầm khoảng 50-100 ngàn là anh em có thể sử dụng lâu dài. Về phần link mua sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video nè, hoặc phạt nghiêm bình luận để cho anh em bấm vào tham khảo và mua. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay cũng giống như là hữu ích cho anh em thì bấm like, share, cũng giống như là subscribe kênh Tài Chạy 3.com của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.